tài chính của các bạn chưa đủ tốt, hay là đơn giản là bạn chỉ cần mua một chai nước hoa duy nhất thôi mà đang không biết bắt đầu ở đâu, bắt đầu lựa chọn như thế nào, thì ngày hôm nay mình sẽ đưa ra các bạn 5 bước để có thể lựa chọn mua được một chai nước hoa phù hợp với những tiêu chí mà các bạn đặt ra. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của mình và có thể donate ủng hộ mình theo đường link phía dưới phần mô tả nha. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu. Cái mục đầu tiên trong này đó là mục rất đơn giản và lại cực kỳ quan trọng, đó là các bạn hãy xác định được rằng là mình có gì và mình cần gì. Khi mà xác định được mình có thể bỏ bao nhiêu tiền để mua một chai nước hoa, thì việc các bạn khoanh vùng được những chai nước hoa mà các bạn có thể thử khi mà ra store, ra các cửa hàng, nó cực kỳ là quan trọng, thì mình sẽ nói ở cái mục sau. Và các bạn cần gì? Các bạn cần gì ở một chai nước hoa? Một mùi hương đa dụng hay là một mùi hương xài vào những cái thời điểm rõ ràng, cụ thể? Các bạn cần một cái mùi hương ngọt, một cái mùi hương mát, hay là các bạn cần một cái mùi hương nó nịnh mũi đám đông, hay là một cái mùi hương không đụng hàng rồi bám tỏa tốt này, hay là kiểu mùi skin sen nhẹ nhàng thôi? Thì khi các bạn vạch ra được những cái điều này thì các bạn sẽ cực kỳ dễ dàng lựa chọn được mua một chai nước hoa phù hợp với mình. Bước thứ hai đó là sau khi các bạn đã lựa chọn được những cái mùi hương đáp ứng những cái tiêu chí trên của bạn, thì các bạn có thể lên mạng, các bạn search review về những chai nước hoa mà các bạn đang quan tâm. Trên mạng thì có rất nhiều, đặc biệt là những cái bài viết ở trong những cái nhóm nước hoa này, hay là các bạn có thể lên YouTube. Kênh YouTube của mình này cũng, mình làm cũng khá là nhiều những chai nước hoa nổi tiếng này, hay là những cái kênh YouTube khác như Nước Hoa Bình Loạn này, rồi Need Fagan Sleep này của anh Phoenix Hunter này, hay là ở nước ngoài thì các bạn có thể xem kênh Jeremy Fragan này, hay là kênh Gen Sen và rất nhiều những kênh YouTube khác. Và mình cũng đã có hẳn cái video để giới thiệu những cái kênh YouTube mà các bạn có thể tham khảo. Bước thứ ba cũng là một bước rất là quan trọng, đó là lựa chọn nơi mua nước hoa uy tín. Cái này mình thấy rằng là rất nhiều bạn quan tâm. Thì với mình luôn nói với các bạn rằng là hãy ra những store chính hãng. Tất nhiên là ở Việt Nam thì các store chính hãng của các thương hiệu thì cũng rất là ít và rất là hạn chế, nên là các bạn có thể ra những cái trung tâm thương mại ở đó, thì với những cái sản phẩm kiểu quốc dân nhớ thứ, những cái chai nước hoa quen thuộc thì ở đó đều có, nên là các bạn có thể vào đó mua. Giá ở đó thì có vẻ bằng với giá họ công khai ở trên web, giá retail ở các hãng, nên là các bạn có thể mua ở đó, nó rất là uy tín. Có vấn đề gì thì cứ ra đấy thắc mắc thôi. Còn một nơi nữa mà các bạn có thể mua đó chính là mua online. Cái này thì mình nghĩ rằng là ngoài cái việc mà các bạn có một nơi uy tín ra thì các bạn cũng nên có một chút kinh nghiệm để có thể mua nước hoa online. Tại vì mua nước hoa online thì cái xác suất dính phải hàng fake hay là những cái khâu chăm sóc về sau thì nó rất là khó, tại vì nó đi kèm với giá mà. Giá online thì nó bao giờ cũng thấp hơn giá mà các bạn mua chính hãng. Và cái vấn đề về giá nước hoa ở Việt Nam mình đã nói trong vài video Q&A rồi, nên là nếu bạn nào quan tâm thì có thể xem ở đó nhá. Quên mất là mình cũng đã có nhiều video trải nghiệm mua nước hoa tại Hà Nội lẫn Sài Gòn. Và có những cái video mình đã review thì mình cũng đều để link nơi mua hàng ở phía dưới, nên là bạn nào quan tâm thì có thể xem luôn. Và đó là những cái điều mà bạn có thể chuẩn bị ở nhà. Vậy thì ra cửa hàng, ra store rồi thì các bạn cần lưu ý những điều gì? Thì mục thứ tư ở trong này đó là đừng nên thử quá nhiều. Nếu như các bạn đã lựa chọn được khoảng tầm 3 đến 5 mùi, thậm chí là 7 mùi để chuẩn bị sẵn ở nhà và ra đó chỉ việc ngửi thôi, nhưng mà ra đó thì nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình rồi đưa cho bạn những cái mùi hương mà nó có thể giống hoặc là những đang hot, và vô tình thì bạn lại nghiện ngập vào, bạn lại thử nhiều hơn và rồi chả biết lựa chọn gì. Nên là nếu như đã xác định mua trong ngày hôm đó thì các bạn chỉ nên thử. Với mình thì mình thử khoảng tầm 5 mùi mà mình đang quan tâm, hoặc là mình thử 3 mùi và 2 mùi mà shop giới thiệu. Còn nếu như mà các bạn với những người mới thì các bạn chỉ nên thử tầm 3 đến 4 mùi thôi. Đừng nên thử quá nhiều, tại vì chiếc mũi của các bạn thực sự không quen để có thể ngửi nhiều. Và điều thứ 5 cũng là một cái điều mà mình thấy rằng là khá nhiều bạn bỏ qua khi đi thử nước hoa tại các store hay tại các trung tâm, đó là hãy cứ mạnh dạn mà đi về. Tại sao mình lại nói vậy? Cái này thì chắc chắn là người bán hàng người ta sẽ không thoải mái lắm. Nhưng mà khi mà các bạn đã thử quá nhiều mùi, và thực sự mùi hương nó cần một cái thời gian tồn tại ở trên da để các bạn có thể thẩm, để các bạn thấy rằng là sự thay đổi mùi hương nó có phù hợp với da bạn không, với cái gu nước hoa mà các bạn đang tìm hay không.
thì mình nghĩ rằng là các bạn chả thể nào cứ đứng đấy tầm 6-7 tiếng để xem là mùi hương dry down về sau nó như thế nào, đúng không? Nên là hãy thử những cái mùi cần và hãy nhớ vị trí của nó ở trên da. À quên, nhớ xịt nó lên da nhé, đừng thử trên giấy. Xịt nó lên da để xem là mùi hương đó có hợp với da không. Và cứ mạnh dạn xin chào bạn, có gì mình sẽ quay lại sau. Đó, nói với chủ shop như vậy. Và rồi đi về và thẩm lại thật kỹ mùi hương khi mà về nhà, và rồi ngày hôm sau đến thì các bạn hãy thử lại mùi hương mà bạn yêu thích nhất và rồi hãy xuống tiền. Nên là đây là cái mà các bạn cần phải nhớ kỹ, đừng để sự tư vấn quá nhiệt tình của nhân viên hay là của shop đưa cho bạn các mùi này các mùi nọ xịt lên da mà các bạn cảm thấy rằng là các bạn cảm thấy kiểu có lỗi, tại vì nếu như không mua, mình đã từng rơi vào tình trạng đó và cũng thật là mình đã phải xuống tiền bao nhiêu mùi hương đó thì mình còn để ở nhà còn chả xịt mấy. Vì thế thì hãy thử và đi về, thấy mùi hương nào thích nhất, hôm sau quay lại thử. Yeah. Và vừa rồi đó là 5 bước mà mình đã đúc kết ra sau khi mua rất nhiều nước hoa. Và có những chai nước hoa mà mình đã để tủ không sử dụng mấy. Nên là mình mong video này sẽ giúp các bạn lựa chọn mua được một chai nước hoa phù hợp với những điều bạn có và những điều bạn cần. Và một lần nữa thì nếu thấy video này hay, đừng quên like, share. Còn bây giờ thì xin chào lại, bye bye.